Chào đón quý vị có mặt hôm nay. Vòng tay nhân ái của chúng tôi rất là cảm ơn quý vị lúc nào cũng tin tưởng chúng tôi và ủng hộ chúng tôi trên con đường sứ mạng để làm việc từ thiện. Kính thưa quý vị, đêm cải lương 2 ra đời hôm nay cũng là do cái nhu cầu của đêm cải lương thứ nhất rất là thành công và do nhu cầu của quý vị. Cho nên chúng tôi rất là hân hạnh để cùng với quý vị trình bày cái chương trình của đêm cải lương 2 do đoàn cải lương Thùy Dương. Xin cảm ơn quý vị. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Khan Lee, and it is my pleasure today to co-MC the program. With the success of the first Vietnamese opera music, we introduce the second night. And tonight, we invite you to relive the legends, excite with the climax and comedies, observe and appreciate the beauties through the expression of the Vietnamese opera music. And thank you for being with us today, and please sit back and enjoy the show. Xin quý vị cho tràng pháo tay thật lớn chào đón đêm cải lương 2. Yeah.
hương đức dân hy sinh công hồn. Tuyệt vời nhan sắc Tây thì hồn điện đảo bóng dáng hằng ngà, hương ngọc lan ngành nến trầm hương phất phới thơm nồng, kê quả nhân loan phùng xuân hồng. Yêu nàng tha thiết, phù sai dù phải tan thay nào tháng, mong thời gian sẽ không phải tàn, cho lửa đôi ước mơ hạnh phúc. Chắc ta
trọn đời tìm xin từ hồng ân. Đại thi đại dương. Hoàng cung thâm mộng, đường dân đôi tìm cùng đôi trao niềm yêu. Nàng hỡi nàng, ta say đắm tay thì lòng ngẩn ngơ trời thơ hoa đàn. Ôi chưa chàng thương yêu, ha ha ha. Sông tình cuồng lóc tâm dạt dào, thấy thì cũng buồn say ghê dài má thưa âm yêu mộng vàng trong đời chân phai. Lòng say ước nguyện ô đê tây thì ngàn kiếp không biệt ly. Tình yêu thánh hoàng luôn ghi khắc tim son vẫn dương tình thương đậm đà. Ôi thánh quân thương yêu hay hải hàng giang tuyền sắc chắc ai hơn nàng. Tây thi chốn trần thế có ai hòa chàng. Ngô như nguyện tây thi trong tay ma đao đắm say tình thắm yêu thương trao. Ha 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 tây thi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chán hương nguyện. Ta thì không cứng ta ta giang chỉ trừ tôn đông không tầng loan. Làm thương đau giữ sao cho đồn ẩn bước kinh quay ngàn cơn tay lúc quạch mò đóng các lòng thiệt thần na trời xa. Oh.
với phò đường bái thưa tình thân chúng mẹ thương linh hồi trường chung bình minh còn thoa hiền dội giá buồn vì về trung thân may mắn cho con toàn thân nhân quyền cơ nào nguyện quy khó khăn thưa mẹ con giáo tranh cùng bộ lợi ích biển phép tà thiện ám địa hôn con lạc vào cốc khẩu mạng sắp vùi chôn dạ dạ thưa mẹ dạ ngờ đâu kỳ duyên nó non lạnh khủng hoảng con giả vờ trao tình nhưng lòng nào dạ 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 nàng là thần nữ đó mẹ lên đường ra chốn xa trường hùng anh nguy khôn leo hứa duyên trần trường thoát ra sơn nga đầu lướt quang sáng về đường ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi tam pháp bị trảm chi ba phần tiếp dưỡng nhi sầu bị con riêng lành thương thân mẫu sang hà nắng gánh tháng năm dài cánh cánh giữa trung dinh buồn tham lụy thâm tình. Lệnh trạm thủ con dẹn niềm tình nguyên soi sau khi bãi công đường trường hận mãi trào dâng dù rằng chẳng chung dòng quyết thông thâm ơn dù chỉ có một lần bình định dường tình nhưng nhờ nguyệt đã chứng thiên luôn cùng thân nữ mẹ ơi phải dính ly đến sự có ca sắc nhân viên công an giảng thơ nói ưu đời trong sáng trong quyền mạnh ông tư đoàn lê ta nào phải có đây một lại xin tả tình trái đạo với hoàng gia hai lại kính mẹ cha tha tội con bất hiếu ba lại với nước dân rộng lòng thấu hiểu cổ biết phải tùng quyền con cam chịu đầu rơi.
bên nhau, duyên tình mình qua duyên mắng chào tất cả quý vị. Vừa rồi Hảo chỉ hát hai câu cho vui do sự chỉ dẫn của sư phụ Thùy Dương. Bởi vì ngay từ nhỏ Hảo đã rất mê cái môn nghệ thuật cải lương này, cho nên đã từng theo gia đình đi xem rất là nhiều tuồng cổ. Thì hôm nay chỉ là coi như là muối rìu qua mắt thợ, mong là quý vị đừng có cười nhé. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, đêm cải lương 2 của đoàn cải lương Thùy Dương vừa mới trình bày với quý vị trong Long Phụng Hội. Tại sao chúng tôi lại lấy tên là Long Phụng Hội? Bởi vì Long là tượng trưng cho phái mạnh, và Long cũng có nghĩa là rồng, mà ngày xưa chúng ta thường biểu tượng những vị vua là rồng. Cho nên chúng tôi đã kết hợp lại Long Phụng như là những đôi cặp mỹ nhân và rất là tài giỏi của thời xa xưa. Bởi vì đã có câu là yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu. Wow, I didn't know that my co-MC has such a beautiful voice. It's present surprise. The opening act was entitled The Assembly of Dragon and Phoenix. Dragon symbolizes king, masculine, while phoenix represents feminine and beauty. These talented, beautiful actors and actresses enacted different kings, legendary beauties, military general, and warlord. Dương Quý Phi, do Dạ Anh Thư trình bày. Thank you. Có một sắc đẹp khiến cho hoa phải hổ thẹn, và là sủng phi của Đường Minh Hoàng, do Dương Y Bảo trình bày. Đường Minh Hoàng hay còn được gọi là Đường Huyền Tông là một vị vua đã tạo nên một nền tảng thống trị tột bậc cho triều đại này. Dương Quý Phi is played by Dạ Anh Thư. As the legend goes, when she stood beside the flowers, her beauty was so striking that the flowers were embarrassed and refused to bloom. Dương Quý Phi was the beloved consort of Đường Huyền Tông, played by Dương Y Bảo. He was credited with bringing his dynasty to a pinnacle of culture and power. Vương Chiêu Quân, một người đẹp biểu tượng cho hòa bình, do Dương Mẫn và Lê Khắc Duy trong vai Hán Nguyên Đế. Hán Nguyên Đế là một vị vua đã đặt nên nền tảng Nho giáo, dùng vào việc quốc sách cai trị hàng đầu cho nước nhà và thăng địa vị cho những người theo Nho giáo để trở thành những quan lại quan trọng. Vương Chiêu Quân, played by Dương Mẫn, was endowed with a dazzling beauty and extreme intelligence. Lê Khắc Duy in Hán Nguyên Đế was remembered for the promotion of Confucianism and the official creed of the government. He appointed Confucius adherents to important government post. Đổng Trác, do Dương Ngọc Nghi, là một gian thần, một quân phiệt rất tàn bạo. Đổng Trác is played by Dương Ngọc Nghi. He was characterized by his cruelty and tyranny. Các Hy Tiên trong vai Điêu Thuyền, một người đẹp và rất là tài năng. Điêu Thuyền đã dùng sắc đẹp để mà làm say mê Lữ Bố. Cũng xin nói thêm, Lữ Bố là con nuôi của Đổng Trác, là một vị dũng tướng rất mạnh và tuấn tú. Lê Dương Tử trong vai Lữ Bố. Now is my favorite couple.
Các hy tiên in Điêu Thuyền, who is fictional character, beautiful and talented. In the historical novel, The Records of the Three Kingdoms, Điêu Thuyền uses her beauty to turn Đổng Trác and Lữ Bố against each other by enticing jealousy between them. Lữ Bố, played by Lê Dương Tử, finally kills his foster father, the tyrannical warlord Đổng Trác. Lữ Bố was known as a handsome military general, possessing great physical strength. Lê Dương Tử in Lữ Bố. Đường Nghi trong vai Tây Thi. Rất phổ biến trong các nước văn hóa Đông Á. Tây Thi có một sắc đẹp khuynh đảo và vẻ đẹp thiên tiên. Phổ biến trong thi ca cũng như trong quần chúng. Người ta thường dùng sắc đẹp của Tây Thi để miêu tả những người con gái tuyệt đẹp. Xin nói sơ một chút về câu chuyện của Tây Thi. Nàng theo kế của Phạm Lãi từ nước Việt đến nước Ngô để làm say mê Ngô Hán Đế. Ngô Hán Đế do Phú Huỳnh trình bày. Tây Thi giúp cho Việt Vương Câu Tiễn phục quốc và đánh bại nước Ngô hùng mạnh. Ngô Hán Đế rất là yêu mến và say mê Tây Thi, là vị vua đời thứ 25. Thời đại của ông đã được đánh dấu là một thời kỳ bành trướng hùng mạnh cho nước Ngô. Đường Nghi in Tây Thi. Tây Thi's beauty was said to be so extreme that while she is leaning over a balcony to look at the fish in the pond, the fish would be dazzled so that they forgot to swim and sank below the surface. Vương Câu Tiễn of Việt was once imprisoned by Ngô Phù Sai, placed by Phú Huỳnh of Ngô after a defeat in war. Việt later became a tributary state to Ngô, secretly planning his revenge. Câu Tiễn had beautiful women trained and offered to them to Phù Sai as a tribute. Knowing Phù Sai could not resist beautiful women, his minister found Tây Thi and gave to Phù Sai in 490 BC. Bewitched by the beauty and kindness of Tây Thi, Phù Sai forgot all about his state affairs and after their instigation killed his best advisor. The strength of Ngô dwindled and in 473 BC, Câu Tiễn launched his strike and completely routed the Ngô army. Phàn Lê Huê Giáo Tử do nữ nghệ sĩ Thùy Dương và ca sĩ Trọng Hiền. Phàn Lê Huê là một nữ nguyên soái, mỹ lệ vô song, văn võ song toàn, trí mưu và thần thông quảng đại. Con trai nuôi của Phàn Lê Huê là Tiết Ứng Luân bị giặc bao vây và được thần nữ cứu giúp, nhưng với điều kiện là phải lấy thần nữ. Cho nên khi trở về, Phàn Lê Huê biết được rất là giận dữ bởi vì cho là Tiết Ứng Luân ham sống sợ chết và lấy vợ mà không được sự đồng ý của mẹ, cho nên nhất định là đem Tiết Ứng Luân ra chém. Phàn Lê Huê edifying son by the talented actress Thùy Dương and actor Trọng Hiền. Phàn Lê Huê was a female martial, beautiful and multi-talented, being good in literature as well as martial arts. She possessed great intelligence and magical power. Her adopted son, Thiệt Ứng Luân, was defeated and saved by an enemy female general, Thần Nữ, with a condition to marry her. When he was released, Phàn Lê Huê was very angry, believing her son was a coward who was fearful of death and agreed to marry his enemy without his mother's permission. So Phàn Lê Huê wanted to execute him because of his dishonor act.